Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, xin mời quý sư cô, xin mời quý học viên để chúng ta ngồi xuống. Dạ, A Di Đà Phật. Chúc quý vị mạnh khỏe, một năm đầy sức, có nhiều sức khỏe ha. A Di Đà Phật. Dạ. Dạ, quý vị, hôm nay hình như mình học tới cái bắt đầu cuốn thứ ba phải không? Quyển thứ ba. Dạ, bắt đầu quyển thứ ba là bắt đầu thu lục nhập về Như Lai Tạng phải không ạ? Dạ, thì bắt đầu cái mục thứ nhất là thu nhãn nhập. Quý vị tìm ra chưa ạ? Dạ. À, cái thứ nhất là thu nhãn nhập ha, bắt đầu mình vô bài. Dạ, lại nữa A Nan, tại sao nói lục nhập vốn là tánh chân như nhiệm màu của Như Lai Tạng? Thì A Di Đà Phật, thì cái ở đây là chỉ Đức Phật đặt ra, đầu tiên là Đức Phật đã đặt ra câu hỏi, nói là tại sao là gọi lục nhập là tánh chân như nhiệm màu của Như Lai Tạng. Để đặt ra câu hỏi như vậy rồi Đức Phật mới đưa ra câu trả lời sau này và giải thích sau, ở sau để thấy rõ được là lục nhập là cái câu này nói tổng quát về cả lục nhập luôn. Cái phần trên thì các vị thấy là thu nhãn nhập, nhưng mà mới bắt đầu vô lục nhập thì có một cái câu hỏi tổng quát nha của Đức Phật đặt ra là như vậy. Và trong cái câu này thì chúng tôi sẽ lưu ý với các vị. Các vị đã biết chữ lục nhập là sáu nhập chứ gì? Là sáu căn. Nhưng mà tôi nghĩ có một vài chi tiết tôi nghĩ các vị tôi cũng phải nói thêm ha. Thì cái căn là gốc, mà cái gốc đây là cái gốc để làm, cái căn là gốc ha, là để làm cái chỗ để cho trần coi như thu nhận trần cảnh, để biết về trần cảnh, nên gọi là sáu nhập, chỉ thu nhận thôi, còn biết về trần cảnh bên ngoài thì thành ra là sáu thức rồi. Thì đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý chứ gì. Nhưng mà ở đây các vị phải biết sáu căn, sáu căn này trong cái nhập. Bởi vậy có những chỗ người ta không có dịch chữ nhập ra, tại vì chữ nhập này ra, nếu mà ra căn á thì có thể mình chỉ hiểu là cái căn con mắt hay là cái lỗ tai bằng thịt tứ đại này thôi, chứ thật sự ra trong cái chữ nhập này thì nó có hai phần: một phù trần căn, hai là tịnh sắc căn. Các vị nghe nói vậy không ạ? Phù trần căn là chỉ cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý bằng tứ đại. Tứ đại này là tứ đại thô, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì thân, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân bằng là ở ngoài, nó phù là nó đưa ra bên ngoài. Nó đưa ra bên ngoài, tất cả mọi người đều thấy và đều thấy nó được hết, cho nên gọi là căn phù trần, là con băng, là bằng vật chất ha. Là đó là một. Về vật chất thì nó có loại, nó hai, có chia ra hai. Cái thứ hai nữa là tịnh sắc căn. Tịnh sắc căn là cái căn này á, là nếu mà về vật chất á, thì bây giờ, đời hiện tại bây giờ thì người ta có thể gọi là dây thần kinh, phải không ạ? Dây thần kinh. Tại vì cái trong con mắt hay lỗ tai này, nếu nó chỉ là phù trần ở bên ngoài này không á, thì không có cái dây thần kinh á, thì nó không có tác dụng gì hết. Thì cái dây thần kinh này thì gọi là tịnh sắc. Tịnh sắc là vì sao? Tứ đại
tứ đại vi tế, tứ đại nhiệm màu, thì nó mới biết, nó mới có cái sự sanh ra cái sự biết được. Cho nên gọi là tịnh sắc căn, hai là phù trần căn ha. Cho nên tôi biết cái chỗ này có thể là ít người nhắc tới, cho nên tôi, quý vị sáu nhập hay là sáu căn thì các vị biết rất là rõ, nhưng mà chi tiết vậy thì có thể là nhiều chỗ không có nói tới. Thì trong cái tịnh sắc căn này, là nếu nói về bằng vật chất thì nó lại là tứ đại vi tế hay là tứ đại tinh tế đó. Bởi vậy nó mới là tịnh sắc, phải không ạ? Cái tứ đại nhưng mà thanh tịnh thì mình có thể hiểu nôm na là cái dây thần kinh. Còn nói về mặt tinh thần thì cái tịnh sắc căn thì các vị hay nghe cái từ là thắng nghĩa căn hay là thắng nghĩa đế không ạ? Thắng nghĩa căn hay thắng nghĩa đế, cái tịnh sắc căn này thì mình có thể về mặt vật chất mà tinh tế thì mình gọi, có thể gọi thêm một cái tên khác là thắng nghĩa căn. À, là thắng nghĩa tức là nó thù thắng hơn cái phù trần căn. Còn nếu về mặt tinh thần thì gọi là thắng nghĩa đế, thì nó chỉ cho cái tánh thấy, tánh nghe, tánh hay, tánh biết của mình. Cho nên nói là thắng nghĩa đế là nó chỉ với là tánh thấy, tánh nghe, tánh hay, tánh biết ở trong cái phù trần căn hay là tịnh sắc căn đó, là nói về mặt tinh thần. Còn nếu mà đã nói tới thắng nghĩa đế rồi á, thì các vị có nghe thêm một từ nữa không? À, có một nghe một cụm từ nữa không, là đệ nhất nghĩa đế không? Đệ nhất nghĩa đế là chỉ cho cái chân tâm nhiệm màu tánh Phật của mình, phải không? Cái đệ nhất nghĩa đế là chỉ cho Phật tánh, cái chân tâm nhiệm màu nó không cuộc vào một cái nào hết. Còn cái thắng nghĩa đế là nó chỉ cái đế mà chỉ là thắng nghĩa thôi, nó thù thắng hơn cái phù trần, nó thù thắng hơn cái vọng tâm thôi, thì nó là cái tánh thấy, tánh nghe, phải không? Cho nên cái nó chia ra thành ba lớp như vậy. Về vật chất thì là phù trần căn hay là tịnh sắc căn thì là chỉ cho dây thần kinh, còn về mặt tinh thần thì nó là thắng nghĩa đế, thì là tánh thấy, tánh nghe, thế này cho biết trong mỗi căn. Thì ở đây thì vì đã nói chữ thắng nghĩa đế cho quý vị rồi, thì chúng tôi lại nhắc thêm một từ nữa là đệ nhất nghĩa đế, để cho quý vị biết. Người ta hay nói tới đệ nhất nghĩa đế, tức là người ta nói với cái Phật tánh của mình, phải không ạ? Rồi, thì cái chứ quý vị thấy cái căn như vậy thì cái dây thần kinh hay là cái căn là nó được kết hợp bằng những yếu tố tứ đại rất là tinh hoa ở trong cơ thể của mình, thì cái dây thần kinh đó nó khác với phù trần căn. Thì do như vậy nó kết hợp tinh vi như vậy, cho nên là nó có khả năng, cái cơ quan có khả năng phát sinh ra nhận thức và làm chỗ nương tựa cho thức nó gá vô, phải không? Để nó sanh ra cái biết của ở nơi sáu thức đó. Rồi sáu nhập này á, thì tuy là nó thù thắng như vậy, vi tế như vậy, nhưng mà Đức Phật ở trong cái phần này, Đức Phật cũng nói là nó không có tự thể, thì nó cũng là phát nguồn từ cái Như Lai Tạng hết. Nên Đức Phật biết, nhiều khi mình chưa có tin lắm thì Đức Phật mới nói là tại sao nó lại phát xuất từ cái Như Lai Tạng. Từ câu hỏi đó Đức Phật mới có cái sự giải thích và phân tích cách cho mình rõ ràng để thấy nó tại sao nó là điều là hư giả, nó không tự thể mà gốc của nó là Như Lai Tạng, diệu chân như tánh. Rồi bắt đầu Đức Phật mới cho mình biết này, tại sao nó là như vậy nè. A Nan, như bắt đầu đoạn này mới là bắt đầu đi vô con mắt, cái căn nhập mà nhập về mắt này, cái nhập thứ nhất là về căn mắt này. A Nan, như mắt nhìn chăm chú quá lâu hóa ra mệt mỏi, cả mắt và sườn mỏi mệt đều là bồ đề. Thì ở đây vô cái là Đức Phật lấy cái ví dụ liền, lấy cái ví dụ như là con mắt nhìn chăm chú nó quá lâu thì sanh ra cái lao nhọc, cái mệt mỏi.
thì cái con mắt, thì ở đây dịch là con mắt, nhưng mà các vị phải nghĩ, phải nhớ là nhãn nhập nghe. Nhãn nhập, phải nhớ là nhãn nhập, chứ không phải, đừng có lộn là nhãn nhập thì cái từ của nó, bởi vậy tôi nói có nhiều chỗ họ hay là họ không có dịch ra, là vì dịch ra nó không hết ý. Vì con mắt thì khi mà dịch ra tiếng Việt mình con mắt thì người ta cứ nghĩ là con mắt nó bằng tứ đại này thôi, cho nên chữ nhãn nhập á, thì chữ nhập thì có nghĩa là thâu nhận trần cảnh, thì mình mới tưởng tượng ra được là nó là cái phần tinh thần, phải không? Nhưng mà ở đây dịch thì chỗ nào cũng dịch là con mắt hết, nhưng mà tôi lưu ý các vị, dịch là như vậy hay là dịch là lỗ tai, nhưng mà quý vị phải nhớ là đang nói về cái tánh thấy, tánh nghe, tánh hay. Vì cái phần này là Đức Phật đang bác đang cho mình thấy. Cái phần trước thì Đức Phật cho mình thấy cái phần thức, tâm thức, vọng thức là nó giả. Vì khi cho thấy là giả rồi á, nhưng mà muốn hiển cái kia giả thì cái gần gũi nhất của cái giả để nó thật hơn cái giả là cái tánh thấy, tánh nghe. Nhưng đến giai đoạn đây rồi, Ngài A Nan và đại chúng đã nhận được cái kia là giả, cái vọng tâm là giả, cái thức là giả rồi á, nhận được cái thấy tánh thấy nghe hay biết của mình là nó tương đối, nó so với cái giả nó tương đối là nó thật hơn, vì nó không có sanh diệt hơn. Thì khi đã nhận được rồi thì Đức Phật lại sợ là chấp vô đó rồi trụ vô đó, cho nên Đức Phật lại chỉ ra thẳng một cái tầng thứ hai nữa, những cái tánh thấy, tánh nghe, hay biết so với cái kia là nó chân thôi, nhưng mà thật sự ra so với tánh thì nó cũng giả. Cho nên Đức Phật ở đây, Đức Phật cũng chỉ thẳng luôn là cái nhập, cái tánh thấy hay biết này là nó so với cái Phật tánh thì nó thật sự nó cũng không có tự thể luôn. Thì tôi muốn lưu ý các vị vậy để các vị nhớ là cái chỗ này đang nói về các tánh thấy, nghe, hay, biết, ngửi, phải không? Chứ không còn dính dáng gì tới cái thức nữa, cái nhãn thức, nhị thức nữa, phải không ạ? Thì ở đây Đức Phật mới ví dụ là đứng lâu, khi đứng lâu, khi mà nhìn, khi nhìn mà nhìn lâu thì nhìn thấy là quá lâu thì chăm chú, thì cái nhìn chăm chú đó lâu quá thì nó sanh ra mỏi mệt. Thì cả con mắt và sự mỏi mệt này đều là từ trong tánh Bồ Đề mà ra cả. Thì các vị thấy cái này nó có trùng hợp chỗ nào không? Nó có trùng hợp cái lúc mà mình học về cái sắc ấm, phải không ạ? Thì Đức Phật cũng nói là nhìn trong quãng hư không, phải không? Nhìn chăm chăm thì ra hoa đốm. Cái này hai cái khác nhau nha, đừng có lẫn lộn. Tại vì tôi nói rất là rõ, vì tôi sợ là học một lần thì học cho nó đáng luôn, phải không? Và tôi nghĩ, tôi sợ các vị là học qua rồi, thật sự ra chúng tôi ở trong chùa cũng vậy, huống gì các vị ở ngoài, là Phật tử ở ngoài, rất nhiều trăm công ngàn việc, khó có thể mà lật ra để học lại nó lần thứ hai. Cho nên nói luôn, nhiều khi tôi nói nó hơi nhắc luôn nhắc tới, nhưng mà tôi muốn là nó in ra trong đầu các vị. Các vị không có thời gian lật sang nữa, nhưng mà khi các vị nghe thoáng qua hoặc là các vị dễ nhớ hơn cái cốt lõi của cái kinh Lăng Nghiêm. Rõ ràng bát, tức là phần trước là bát thức, ở đây là bát cái tánh thấy như vậy. Cho nên tôi xin lỗi, tôi nói nó hơi lâu một chút, hơi lâu vì mục đích là để cho quý vị ghi lại. Và khi quý vị học kinh Lăng Nghiêm rồi không nhớ được nhiều hết, nhưng mà cái cốt lõi kinh Lăng Nghiêm có thể quý vị hiểu nắm được, mà nắm được kinh Lăng Nghiêm là như thế nào, phải không ạ? Cho nên tôi nói thì cái lúc trước về sắc ấm á, thì Đức Phật bác về sắc, tức là về trần, phải không? Thì Đức Phật chỉ bác những cái hoa đốm đó thôi, phải không? Cho nên nó là, đây là nó cả con mắt. Cho nên nói về sắc ấm thì Đức Phật cũng nói là nhìn lâu trong hư không thì thấy ra hoa đốm, nhưng mà Đức Phật không nói là cái mỏi mệt và con mắt. Quý vị nhớ không? Ở đây cũng nhìn lâu, nhìn chăm chú, nhìn lâu, phải không? Hai cái nó có hơi trùng trùng nhau. Cho nên các vị thì, nhưng mà nhìn lâu thì mỏi mệt, thì cái tướng mỏi mệt đó thì cả cái tánh thấy và cái sự mỏi mệt nó khác. Còn cái trước về nói sắc ấm thì Đức Phật mới nói là thấy ra, nhìn lâu chầm chập trong hư không thì thấy ra những cái hoa đốm. Và Đức Phật phân tích cái hoa đốm nó thuộc về sắc,
phải không? Để ví dụ cho sắc thì nó khác ở đây là con mắt là nhập là căn với là cái sự mỏi mệt. Cái sự mỏi mệt là hai cái nó khác nhau, phải không? Các vị nhớ chỗ đó nghe chứ đừng có lẫn lộn giữa hai cái. Bát trên là sắc ấm, ở dưới như này là nhập là căn, phải không? Hai cái nó khác nhau. Rồi thì xin nhìn chăm chú quá lâu thì hóa ra mỏi mệt. Thì cả con mắt là Thank you.
A Di Đà Phật xin chào tất cả quý vị, quý sư và quý vị học viên. Năm mới ha, năm mới mới gặp từ đầu năm giờ mới gặp thì là năm mới. Dạ thôi giờ xin mời quý vị chúng ta niệm Phật đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ xin mời quý sư cô, xin mời quý học viên để chúng ta ngồi xuống. Dạ A Di Đà Phật. Chúc quý vị mạnh khỏe, một năm đầy sức, có nhiều sức khỏe ha. A Di Đà Phật. Dạ. Dạ quý vị, hôm nay hình như mình học tới cái bắt đầu cuốn thứ ba phải không, quyển thứ ba. Dạ bắt đầu quyển thứ ba là bắt đầu thu lục nhập về Như Lai Tạng phải không ạ? Dạ thì bắt đầu cái mục thứ nhất là thu nhãn nhập, quý vị tìm ra chưa ạ? Dạ. À, cái thứ nhất là thu nhãn nhập ha, bắt đầu mình vô bài. Dạ lại nữa A Nan, tại sao nói lục nhập vốn là tánh chân như nhiệm màu của Như Lai Tạng? Thì A Di Đà Phật, thì cái ở đây
là chỉ Đức Phật đặt ra, đầu tiên là Đức Phật đã đặt ra câu hỏi, nói là tại sao là gọi lục nhập là tánh chân như nhiệm màu của Như Lai Tạng. Để đặt ra câu hỏi như vậy rồi Đức Phật mới đưa ra câu trả lời sau này và giải thích sau, ở sau để thấy rõ được là lục nhập là cái câu này nói tổng quát về cả lục nhập luôn. Cái phần trên thì các vị thấy là thu nhãn nhập, nhưng mà mới bắt đầu vô lục nhập thì có một cái câu hỏi tổng quát nha của Đức Phật đặt ra là như vậy. Và trong cái câu này thì chúng tôi sẽ lưu ý với các vị. Các vị đã biết chữ lục nhập là sáu nhập chứ gì? Là sáu căn. Nhưng mà tôi nghĩ có một vài chi tiết tôi nghĩ các vị tôi cũng phải nói thêm ha. Thì cái căn là gốc, mà cái gốc đây là cái gốc để làm, cái căn là gốc ha, là để làm cái chỗ để cho trần, cho trần qua như thu nhận trần cảnh, để biết về trần cảnh, nên gọi là sáu nhập. Chỉ thu nhận thôi, còn biết về trần cảnh bên ngoài thì thành ra là sáu thức rồi. Thì đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý chứ gì. Nhưng mà ở đây các vị phải biết sáu căn, sáu căn này trong cái nhập, cái chất. Bởi vậy có những chỗ người ta không có dịch chữ nhập ra, tại vì chữ nhập này ra, nếu mà ra căn á thì có thể mình chỉ hiểu là cái căn con mắt hay là cái lỗ tai bằng thịt tứ đại này thôi, chứ thật sự ra trong cái chữ nhập này thì nó có hai phần: một phù trần căn, hai là tịnh sắc căn. Các vị nghe nói vậy không ạ? Phù trần căn là chỉ cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý bằng tứ đại. Tứ đại này là tứ đại thô, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì thân, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân bằng là ở ngoài, nó phù là nó đưa ra bên ngoài, nó đưa ra bên ngoài, tất cả mọi người đều thấy và đều thấy nó được hết, cho nên gọi là căn phù trần, là con băng, là bằng vật chất ha. Là đó là một. Về vật chất thì nó có loại, nó hai, có chia ra hai. Cái thứ hai nữa là tịnh sắc căn. Tịnh sắc căn là cái căn này á, là nếu mà về vật chất á, thì bây giờ, đời hiện tại bây giờ thì người ta có thể gọi là dây thần kinh. Phải không ạ? Dây thần kinh. Tại vì cái trong con mắt hay lỗ tai này, nếu nó chỉ là phù trần ở bên ngoài này không á, thì không có cái dây thần kinh á, thì nó không có tác dụng gì hết. Thì cái dây thần kinh này thì gọi là tịnh sắc. Tịnh sắc là vì sao? Tứ đại vi tế, tứ đại nhiệm màu, thì nó mới biết, nó mới có cái sự sanh ra, cái sự biết được, cho nên gọi là tịnh sắc căn, hai là phù trần căn ha. Cho nên tôi biết cái chỗ này có thể là ít người nhắc tới, cho nên tôi, quý vị sáu nhập hay là sáu căn thì các vị biết rất là rõ, nhưng mà chi tiết vậy thì có thể là nhiều chỗ không có nói tới. Thì trong cái tịnh sắc căn này là nếu nói về bằng vật chất thì nó lại là tứ đại vi tế hay là tứ đại tinh tế đó. Bởi vậy nó mới là tịnh sắc, phải không ạ? Cái tứ đại nhưng mà thanh tịnh thì mình có thể hiểu nôm na là cái dây thần kinh. Còn nói về mặt tinh thần thì cái tịnh sắc căn thì các vị hay nghe cái từ là thắng nghĩa căn hay là thắng nghĩa đế không ạ? Thắng nghĩa căn hay thắng nghĩa đế. Cái tịnh sắc căn này thì mình có thể về mặt và vật chất mà tinh tế thì mình gọi, có thể gọi thêm một cái tên khác là thắng nghĩa căn. Là thắng nghĩa tức là nó thù thắng hơn cái phù trần căn. Còn nếu về mặt tinh thần thì gọi là thắng nghĩa đế, thì nó chỉ cho cái tánh thấy, tánh nghe, tánh hay, tánh biết của mình. Cho nên nói là thắng nghĩa đế là nó chỉ với là tánh thấy, tánh nghe, tánh hay, tánh biết ở trong cái phù trần căn hay là tịnh sắc căn đó, là nói về mặt tinh thần. Còn nếu mà đã nói tới thắng nghĩa đế rồi á, thì các vị có nghe thêm một từ nữa không? Nghe một cụm từ nữa không, là đệ nhất nghĩa đế không? Đệ nhất nghĩa đế
là chỉ cho cái chân tâm nhiệm màu tánh Phật của mình, phải không? Cái đệ nhất nghĩa đế là chỉ cho Phật tánh, cái chân tâm nhiệm màu nó không cuột vào một cái nào hết. Còn cái thắng nghĩa đế là nó chỉ cái đế mà chỉ là thắng nghĩa thôi, nó thù thắng hơn cái phụ trần, nó thù thắng hơn cái vọng tâm thôi, thì nó là cái tánh thấy tánh nghe, phải không? Cho nên cái nó chia ra thành ba lớp như vậy. Về vật chất thì là phụ trần căn hay là tịnh sắc căn thì là chỉ cho dây thần kinh, còn về mặt tinh thần thì nó là thắng nghĩa đế, thì là tánh thấy tánh nghe, thế này cho biết trong mỗi căn. Thì ở đây thì vì đã nói chữ thắng nghĩa đế cho quý vị rồi thì chúng tôi lại nhắc thêm một từ nữa là đệ nhất nghĩa đế, để cho quý vị biết người ta hay nói tới đệ nhất nghĩa đế, tức là người ta nói với cái Phật tánh của mình, phải không ạ? Rồi thì cái chứ quý vị thấy cái căn như vậy thì cái dây thần kinh hay là cái căn là nó được kết hợp bằng những yếu tố tứ đại rất là tinh hoa ở trong cơ thể của mình, thì cái dây thần kinh đó nó khác với phù trần căn. Thì do như vậy nó kết hợp tinh vi như vậy cho nên là nó có khả năng, cái cơ quan có khả năng phát sinh ra nhận thức và làm chỗ nương tựa cho thức nó gá vô, phải không? Để nó sanh ra cái biết của ở nơi sáu thức đó. Rồi sáu nhập này á, thì tuy là nó thù thắng như vậy, vi tế như vậy, nhưng mà Đức Phật ở trong cái phần này, Đức Phật cũng nói là nó không có tự thể, thì nó cũng là phát nguồn từ cái Như Lai Tạng hết. Nên Đức Phật biết, nhiều khi mình chưa có tin lắm thì Đức Phật mới nói là tại sao nó lại phát xuất từ cái Như Lai Tạng. Từ câu hỏi đó Đức Phật mới có cái sự giải thích và phân tích cách cho mình rõ ràng để thấy nó tại sao nó là điều là hư giả, nó không tự thể mà gốc của nó là Như Lai Tạng, diệu chân như tánh. Rồi bắt đầu ha, bắt đầu mình vô, bắt đầu Đức Phật mới cho mình biết này, tại sao nó là như vậy nè. A Nan, như bắt đầu đoạn này mới là bắt đầu đi vô con mắt, cái căn nhập mà nhập về mắt này, cái nhập thứ nhất là về căn mắt này. A Nan, như mắt nhìn chăm chú quá lâu hóa ra mệt mỏi, cả mắt và sưởng mỏi mệt đều là bồ đề. Thì ở đây vô cái là Đức Phật lấy cái ví dụ như là con mắt nhìn chăm chú nó quá lâu thì sanh ra cái lao nhọc, cái mệt mỏi. Thì cái con mắt thì ở đây dịch là con mắt, nhưng mà các vị phải nhớ là nhãn nhập nha. Nhãn nhập, phải nhớ là nhãn nhập chứ không phải, đừng có lộn là nhãn nhập thì cái từ của nó, bởi vì tôi nói có nhiều chỗ họ hay là họ không có dịch ra, là vì dịch ra nó không hết ý. Vì con mắt thì khi mà dịch ra tiếng Việt mình con mắt thì người ta cứ nghĩ là con mắt nó bằng tứ đại này thôi, cho nên chữ nhãn nhập á, thì chữ nhập thì có nghĩa là thâu nhận trần cảnh, thì mình mới tưởng tượng ra được là nó là cái phần tinh thần, phải không? Nhưng mà ở đây dịch thì chỗ nào cũng dịch là con mắt hết, nhưng mà tôi lưu ý các vị, dịch là như vậy hay là dịch là lỗ tai, nhưng mà quý vị phải nhớ là đang nói về cái tánh thấy tánh nghe thế này, vì cái phần này là Đức Phật đang cho mình thấy. Cái phần trước thì Đức Phật cho mình thấy cái phần thức, tâm thức, vọng thức là nó giả. Thì khi cho thấy là giả rồi á, nhưng mà muốn hiển cái kia giả thì cái gần gũi nhất của cái giả để nó thật hơn cái giả là cái tánh thấy tánh nghe. Nhưng đến giai đoạn đây rồi, Ngài A Nan và đại chúng đã nhận được cái kia là giả, cái vọng tâm là giả, cái thức là giả rồi á, nhận được cái thấy tánh thấy nghe hay biết của mình là nó tương đối, nó so với cái giả nó tương đối là nó thật hơn, vì nó không có sanh diệt hơn. Thì khi đã nhận được rồi thì Đức Phật lại sợ là chấp vô đó rồi trụ vô đó, cho nên Đức Phật lại chỉ ra thẳng một cái tầng thứ hai nữa, những cái tánh thấy tánh nghe hay biết so với cái kia là nó chân thôi, nhưng mà thật sự ra so Phật tánh thì nó cũng giả. Cho nên Đức Phật ở đây Đức Phật cũng chỉ thẳng luôn là cái nhập, cái tánh thấy hay biết này là nó so với cái Phật tánh thì nó thật sự nó cũng không có tự thể luôn. Thì
Tôi muốn lưu ý các vị vậy để các vị nhớ là cái chỗ này đang nói về các tánh thấy, nghe, hay, biết, ngửi, phải không? Chứ không còn dính dáng gì tới cái thức nữa, cái nhãn thức, nhị thức nữa, phải không ạ? Thì ở đây Đức Phật mới ví dụ là đứng lâu, khi đứng lâu, khi mà nhìn, khi nhìn mà nhìn lâu thì nhìn thấy là quá lâu thì chăm chú, thì cái nhìn chăm chú đó lâu quá thì nó sanh ra mỏi mệt. Thì cả con mắt và sự mỏi mệt này đều là từ trong tánh Bồ Đề mà ra cả. Thì các vị thấy cái này nó có trùng hợp chỗ nào không? Nó có trùng hợp cái lúc mà mình học về cái sắc ống, phải không ạ? Thì Đức Phật của nó là nhìn trong quãng hư không, phải không? Nhìn chăm chăm thì ra hoa đốm. Cái này hai cái khác nhau nghe, đừng có lẫn lộn. Tại vì tôi nói rất là rõ, vì tôi sợ là học một lần thì học cho nó đáng luôn, phải không? Và tôi nghĩ, tôi sợ các vị là học qua rồi, thật sự ra chúng tôi ở trong chùa cũng vậy, huống gì các vị ở ngoài, là Phật tử ở ngoài, rất nhiều trăm công ngàn việc, khó có thể mà lật ra để học lại nó lần thứ hai. Cho nên nói luôn, nhiều khi tôi nói nó hơi nhắc luôn nhắc tới, nhưng mà tôi muốn là nó in ở trong đầu các vị. Các vị không có thời gian lật sang nữa, nhưng mà khi các vị nghe thoáng qua hoặc là các vị dễ nhớ hơn cái cốt lõi của cái kinh Lăng Nghiêm. Rõ ràng bát, từ phần trước là bát thức, ở đây là bát cái tánh thấy như vậy. Thế nên tôi xin lỗi, tôi nói nó hơi lâu một chút, hơi lâu vì mục đích là để cho quý vị ghi lại. Và khi quý vị học kinh Lăng Nghiêm rồi không nhớ được nhiều hết, nhưng mà cái cốt lõi kinh Lăng Nghiêm có thể quý vị hiểu, nắm được, mà nắm được kinh Lăng Nghiêm là như thế nào, phải không ạ? Cho nên tôi nói thì cái lúc trước về sắc ấm á, thì Đức Phật bát về sắc, tức là về trần, phải không? Thì Đức Phật chỉ bát những cái hoa đốm đó thôi, phải không? Cho nên nó là, đây là nó cả con mắt. Cho nên nói về sắc ấm thì Đức Phật cũng nói là nhìn lâu trong hư không thì thấy ra hoa đốm. Nhưng mà Đức Phật không nói là cái mỏi mệt và con mắt. Quý vị nhớ không? Ở đây cũng nhìn lâu, nhìn chăm chú, nhìn lâu, phải không? Hai cái nó có hơi trùng trùng nhau. Cho nên các vị thì, nhưng mà nhìn lâu thì mỏi mệt, thì cái tướng mỏi mệt đó thì cả cái tánh thấy và cái sự mỏi mệt nó khác. Còn cái trước về nói sắc ấm thì Đức Phật mới nói là thấy ra, nhìn lâu chầm chập trong hư không thì thấy ra những cái hoa đốm. Và Đức Phật phân tích cái hoa đốm nó thuộc về sắc, phải không? Để ví dụ cho sắc thì nó khác ở đây là con mắt là nhập là căng, với là cái sự mỏi mệt. Cái sự mỏi mệt là hai cái nó khác nhau, phải không? Các vị nhớ chỗ đó nghe, chứ đừng có lẫn lộn giữa hai cái. Bát trên là sắc ấm, ở dưới này là nhập là căng, phải không? Hai cái nó khác nhau. Rồi thì xin nhìn chăm chú quá lâu thì hóa ra mỏi mệt. Thì cả con mắt, các vị chấp nhận không ạ? Nắm dễ hơn. Rồi cái thứ hai là thu về nhĩ nhập. Khi mà một cái đầu á, mà được rồi thì cái thứ hai thì nó dễ, tại vì hầu như là nó giống nhau hết rồi. A Nan, ví như có người lấy hai ngón tay cái thu cái nhĩ nhập nè, thì cái nhĩ nhập nó cũng vậy nha, nó cũng có là phù trần căn, tịnh sắc căn, thắng nghĩa đế, đệ nhất nghĩa đế nha, nó cũng giống như vậy. A Nan, ví như có người lấy hai ngón tay bịt chặt hai lỗ tai, do lỗ tai mỏi mệt nên nghe trong đầu phát ra âm thanh, cả lỗ tai và sự mỏi mệt đều là tánh Bồ Đề, do chăm chú mà phát ra tướng mỏi mệt đó. Thì nó cũng giống nhĩ nhập mà Đức Phật đưa ra một cái ví dụ là khi mình lấy hai ngón tay bịt hai ngón tay, bịt chặt cái hai lỗ tai lại, thì mình bịt chặt quá thì nó lùng bùng lâu ngày, cái lỗ tai nó mỏi mệt thì nó sanh ra cái âm thanh lùng bùng ở trong đầu. Thì Đức Phật mới nói là cả lỗ tai ở đây là có nghĩa là cái tánh nghe của mình và cái tánh và cái sự mỏi mệt đều là cái từ nó do nó cái tánh Bồ Đề chăm chú mà phát ra hết.
Thì cái lỗ tai ở đây và cái sự mỏi mệt ở đây, theo Ngài Hàm Thị nói là tánh thấy cái sự mỏi mệt này là cái nhĩ thức đó. Ngài Hàm Thị giải thích là cái nhĩ thức của mình, từ cái nhĩ thức hay là từ cái tánh thấy này, nó cũng là cái tướng là của từ Bồ Đề Tâm mình mà ra, từ là cái phần tánh của mình mà ra. Thì cái này rồi nhân nên động tĩnh, nhân nên động tĩnh hai loại vọng trần phát ra cái nghe bên trong. Cơ quan thu nạp trần tướng này gọi là tánh nghe. Tánh nghe rời hai trần tướng động và tĩnh thì hoàn toàn không có tự thể. Nhân nơi động tĩnh, động và tĩnh, hai loại vọng trần phát ra cái nghe ở bên trong. Động nè, hồi nãy là gì? Sáng và tối. Còn bây giờ là động và tĩnh. Tức là tĩnh là không có một cái tiếng vang nào hết. Động là có tiếng. Thì cái động có tiếng và cái tĩnh là không có tiếng này. Do cái động và tĩnh này á, thì là hai loại vọng trần này là mầm khi đó mới phát sang. Thì hồi nãy thì cái tánh, cái chân tâm bản tánh của mình khi nó minh lên thì nó là chạy theo vì hai cái gì đó sáng và tối buộc vô thì nó mới thành. Còn cái này là do mình, cái tánh nghe thì nó chạy theo hai trần động tĩnh, rồi bị hai cái trần động tĩnh buộc vô thì từ đó mới phát sinh ra cái tánh nghe. Rồi hai trần tướng động tĩnh là hoàn, nó cái này đều là không có tự thể hết. Đây thì cái này cũng giống như ở trên, thì cái sự lao nhọc là tất cả tánh nghe hay sự lao nhọc là do là cái tánh, là cái nhãn thức đều do nơi cái tâm, chân tâm Bồ Đề của mình mà phát sanh. Như vậy A Nan, nên biết tánh nghe đó chẳng phải từ động hay tĩnh mà đến, cũng chẳng phải từ tai mà ra, cũng chẳng phải từ hư không mà phát sanh. Thì cái này cũng vậy thôi. Thì cái tánh nghe này á, có cái tánh nghe thì phải nhờ hai trần động tĩnh, có liên quan tới tánh nghe thì có sự động và sự tĩnh, rồi cũng phải có một cái khoảng cách hư không thì cái tánh nghe thì mới là nghe được, còn mà áp sát quá thì cũng không nghe được. Rồi phải có cái lỗ tai thì có cái lỗ tai bằng phù trần căn này thì nó mới hiển được lên cái tánh nghe. Cho nên Đức Phật cũng đưa ra bốn yếu tố để chi, để cho mình phân tích cái nguồn gốc của nó ở đâu mà sanh ra nó. Thì bốn thứ liên quan đến động tĩnh này, lỗ tai này hay không, cho rằng là thì Đức Phật phủ nhận luôn, nó không phải là do bốn cái yếu tố đó mà sanh ra cái tánh nghe. Thì vì sao nè? Vì nếu tánh nghe từ tĩnh mà đến thì cái động phải theo đó biến mất, phải không ạ? Thì vì tánh nghe thì do cái tĩnh phát sanh thì nó là thuộc là tĩnh rồi, phải không? Nó là thuộc tĩnh chứ nó không phải thuộc về động. Cho nên thì khi mà cái động phải theo thì cái động không có gì liên can tới nó nữa hết, thì lẽ ra không còn nghe được cái động nữa. Có nghĩa là khi có cái động thì lẽ ra không còn nghe được cái tĩnh nữa, từ không nghe cái thì nó là thuộc về tĩnh, tức là mình không có một cái động gì hết, cái tĩnh lặng thôi á, nó thuộc về tĩnh lặng rồi á, thì cái động đã biến mất, nó không còn dính dáng gì tới cái động nữa. Thì cái tánh nghe của mình không thể nghe tiếng động được, phải không ạ? Vì nó thuộc về tĩnh rồi, cũng giống như hồi nãy đó. Nhưng mà bây giờ mình có nghe không ạ? Mình có nghe động không? Khi mà yên lặng hết thì cái tiếng cái tánh nghe đó, nếu mà nó rồi, nhưng mà đến khi mình đánh tiếng chuông thì mình vẫn là nghe cái tiếng động, cho nên nó vẫn nghe chứ không phải là nó không nghe, phải không? Cho nên nó không thuộc về tĩnh. Thì ngược lại cũng giống như trên đó, nếu tánh nghe từ động mà đến thì cái tĩnh phải theo đó biến mất, thì lẽ ra không còn biết cái tĩnh nữa. Cũng giống như cái sáng và tối ở trên, giống nhau hả? Rồi các vị đóng được ha, bỏ qua cho nhóm hiện không. Nếu tánh nghe từ tai mà ra thì tất nhiên không có động và tĩnh, như vậy tánh nghe vốn không có tự tánh. Thì đấy, nếu mà cái từ cái lỗ tai này mà ra thì tất nhiên không, thì nó không cần gì tới cái động và cái tĩnh ở bên ngoài. Nhưng thật
Nếu một cái thật sự ra nếu không có cái động tĩnh, chỉ có cái lỗ tai này nghe, không không có cái động tĩnh ở bên ngoài thì không rõ ràng là không nghe được gì hết. Lỗ tai nó đâu có phát xanh đâu. Đó. Giờ đây không có cái gì hết thì cái lỗ tai đâu có phát xanh ra cái tánh nghe đâu. Không, mà đến khi cần có cái động cái tĩnh thì mới có tánh nghe, nó hiện lên cái tánh nghe mới ra được. Phải không ạ? Còn như vậy thì nó cũng không phải từ cái lỗ tai này mà bằng tứ đại này mà ra. Thì cái tánh nghe đây vốn nó không có cái tự tánh. Cái này thì còn nếu tánh nghe từ hư không phát sanh đã thành tánh nghe thì hư không đã thành tánh nghe rồi, thì nó không phải là hư không nữa. Hư không đã gọi là hư không là trống rỗng, không một cái gì hết, không sắc, không thanh, không một cái gì hết, phải không ạ? Nhưng mà giờ cái hư không đã trở thành cái tánh nghe thì nó là tánh nghe rồi, thì đâu có còn gọi nó là hư không nữa, phải không? Từ mà hư không nghe thì nó tự nghe thì nó đâu có liên quan gì tới mình, cho nên cái này cũng không phải từ hư không mà ra. Cho nên do đó thì biết nhĩ nhập là hư vọng, vốn chẳng phải tánh nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên đó. Mà quý vị có nhớ cái tu cái tánh nghe này là pháp môn của ai không ạ? Đúng rồi. rất là khó. Thì khi cái đoạn này Đức Phật đang nói về đang thâu về năm ấm nè, sáu nhập nè, 12 xứ nè, 18 giới nè, ha, và là 7 đại. Về tất cả những cái này là từ trong Như Lai tạng của mình lưu xuất ra phần qua phần, cuốn kế tiếp thì sẽ có 25 vị thánh đứng lên trình bày cái chỗ tu chứng về tất cả những cái này, về năm ấm, gì đấy, lục nhập, 12 xứ, 18 giới và 7 đại, thì trong đó có Đức Quan Thế Âm. Thì khi cả 25 vị thánh sẽ đứng lên và những cái mà Đức Phật đưa ra đây thu về Như Lai tạng đây, thì những bậc thánh tu chứng từ những cái căn hay từ những cái này tu chứng để trở về với cái thể tánh chân như, nương nó để tu về cái thể tánh chân như của mà Phật tánh của mình. Kế tiếp sau, những cuốn sau thì các vị thấy sẽ có các vị họ đứng lên để trình bày những cái pháp môn tu của những cái mà mình đang học đây, và họ tu như thế nào để họ chứng, họ trở về cái Phật tánh của mình. Thì ở đây phản văn văn tự tánh là pháp môn nhị căn viên thông, thì Đức Quán Thế Âm sẽ đứng lên để trình bày cái sự tu chứng của Ngài ở trong Kinh Lăng Nghiêm. Tiếp theo sau phần cuốn sau sẽ có phần trình bày của 25 vị thánh. Thì còn ở đây Đức Phật dạy cho mình thu tất cả những cái này từ cái chân tâm Phật tánh mình ra, cho nên khi mà biết và dùng nó để tu thì trở về chân tâm Phật tánh. Thì 25 vị thánh đó đứng lên để nói, để rõ ràng minh bạch và chứng minh rằng lời Đức Phật nói là trúng, cho nên các ngài mới tu nương theo nó trở về với cái chân tâm bản tánh Phật tánh của mình. Nên các ngài đã nhận lại được hết cái chân tâm Phật tánh của các ngài hết. Điển hình mà cái pháp môn của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát mà tu thì vì ngài là một vị Bồ Tát giúp đỡ cái cảnh giới ta bà này rất là nhiều, và các quý vị gửi niềm tin vô ngài rất nhiều, phải không ạ? Cho nên tôi mới hỏi quý vị biết ngài rất là nhiều, thì ngài cũng vậy đó. Phản văn tức là nghe, văn là trở về cái tánh nghe của mình, rồi văn tự tánh nghe lại cái tự tánh của mình chứ không nghe cái âm thanh ở bên ngoài, để tức là trở về với cái chân tâm bản tánh của mình đây. Ban đầu mình tu á, mình chỉ nghe, dùng cái nhĩ thức để nghe âm thanh, để nghe phân biệt âm thanh bên ngoài, thì khi đó phải trở về cái tánh nghe rồi, từ cái tánh nghe rồi lại trở có mấy bước nữa của ngài Quan Âm thì trở về với cái Phật tánh của Đức Quan Âm Bồ Tát, thì rõ ràng chứng minh Đức Phật dạy không có sai. Sau này sẽ có
hết những vị 25 vị thánh đứng lên để trình bày. Nó Kinh Lăng Nghiêm thật sự ra khi mà học thì thấy nó rõ ràng, nó đi theo một cái trình tự và nó rất, Đức Phật nói ra rất là chặt chẽ. Rất là chặt chẽ, không có rời, không có rời rời rạc, và đoạn nào nó ra đoạn đó. Nhưng mà trước thì nói về phân biệt Bồ đề, vọng thức, rồi mà muốn vọng chân và vọng cho mình nhận thì chỉ ra cái vọng ở đâu và cái chân ở đâu, nhưng mà phải mượn cái gần mình nhất là cái tánh nghe hay biết của mình để chỉ. Xong rồi chỉ khi đó mình biết ra rồi thì Đức Phật bước lên một bước nữa. Khi cái đoạn này là chỉ về đưa về cái Như Lai tạng, có nghĩa là đưa bước lên một bước nữa cho mình thấy tánh nghe, tánh hay, tánh biết đó nó cũng tương đối, nó chân nhưng mà tương đối chân so với cái vọng. Còn cái rốt ráo là cái phần tánh của mình khi đã đưa về 12, đưa về hết tất cả những cái này về là nó thể tánh của nó, từ cái chân tâm bản tánh của mình mà có. Thì khi từ cái chân tâm bản tánh mình lưu xuất rồi mình sống với nó thì giờ mình trở về cái gốc của nó, có nghĩa là mình tu chứng. Thì Đức Phật mới đưa ra 25 vị thánh, tiếp theo thì đưa ra 25 vị thánh trình bày pháp môn tu trong những cái này để rõ ràng minh chứng cho mình thấy rằng Đức Phật nói không sai, và các nếu mình tu thì mình nương nó để mình trở về cái Phật tánh của mình. Rồi xong cái cuốn cái Lần Nghiêm sao nữa, cái này nó nói thì đã lỡ nói thì nói luôn, sau khi đã chứng minh ra rồi các vị đó tu rồi thì sẽ nói những cái ma chướng trong khi mình tu như thế nào đó. Cái bộ Kinh Lăng Nghiêm này rất là hay, hay lắm. Tôi thấy nó theo một cái trình tự mà cái con đường tu của mình nó rất là rõ ràng minh bạch, rõ ràng minh bạch rõ ràng. Rồi về tỷ thu tỷ nhập ha, còn 10 phút nữa. 10 phút là đánh kẽn phải không ạ? 4 giờ đánh kẽn phải không ạ? Hả? À, thu tỷ nhập ha. Rồi phần A Nan, ví như có người bịt chặt hai cái lỗ mũi, bịt lâu thành ra mỏi mệt trong cái lỗ mũi, nghe có cái cảm giác lạnh, do cảm giác như vậy mà phân biệt được là thông và bít, là rỗng, là đặc. Thì cái đây, cái mũi của mình á, là thông, là bít, là rỗng, là đặc. Thì đây là nói về cái tỷ nhập. Thì Đức Phật mới nói là tỷ nhập ở đây là cái tánh ngửi đó. Thì cái lỗ mũi có nghĩa là cái tánh ngửi đó, hay là cái mọi nhập là cái tỷ thức của mình đó. Thì đều là khi mà đều là từ cái chân tâm bản tánh của mình ra hết. Thì trong lỗ mũi nghe có cảm giác, hai lỗ mũi bịt lâu, mình bịt ra thì nó có cảm giác lạnh. Có cảm giác lạnh thì cái lạnh đó nó phát sinh ra như vậy là do phân biệt được, là do cái thông cái bích. Là các vị thấy nè, trong cái lỗ mũi của mình á, thì người ta nói là nó có nhiều cái lỗ thần kinh, nó cái lỗ, những cái loại nào khí mà nó xuyên qua được cái lỗ thần kinh ở trên lỗ mũi thì nó phải thông cái khí đó qua được thì mình mới ngửi được. Còn những cái loại nào mà nó đặc á, thì nó không xuyên qua được những cái lỗ thần kinh ở trên cái lỗ mũi mình, thì những cái đó nó không phải là cái mùi hương, không phải là mùi thối. Thì nhờ cái sự thông và bích, rỗng và đặc, thì khi đó thì cái lỗ mũi mình mới có thể ngửi được. Thì các vị thấy rõ ràng ở giờ bây giờ người ta cũng nói vậy, thì cái gì nó lọt qua được cái dây thần kinh trên mũi thì khi đó mình mới ngửi, còn cái nào không thì cho nên nếu nó là thông, thông cái ở nghĩa là nó thông, nó chảy, nó cái khí đó nó qua được cái dây thần kinh thì nó thông. Mà bích có nghĩa là những cái loại cái hơi đó, hơi cái khí đó nó không qua được cái dây thần kinh đó, thì là gọi là bích. Thì những cái thì bích là đặc mà thông là rỗng, phải không ạ? Thì rỗng thì nó qua được cái này á, thì cái tánh ngửi của mình nó mới hiện ra được, cho nên mình mới ngửi được cái mùi thơm hay mùi thối, hay là thì cho nên Đức Phật mới đưa ra là cái thông bích hay rỗng hay là đặc đó. Thì nhờ những cái đó thì cái tánh thấy, tánh ngửi của mình nó mới hiện hành, nó mới ngửi được cái mùi hương thơm hay là mùi thối, phải không? Từ đến như vậy cho đến các cái mùi hương thơm hay là khí thối này, cả cái ngửi cùng tướng mỏi mệt đều là tánh bồ đề do chăm chú mà phát ra tướng mỏi mệt. Thì ở đây Đức Phật kết luận là
các cái mùi thơm, hay là thơm, hương thơm là khí thôi. Chữ khí ở đây là cái âm của tiếng tiếng Hán đấy. Chữ hương á là thơm, mà chữ khí là xú uế đó, là dịch từ, nhưng mà để thầy để nguyên chữ khí thôi. Chữ khí ở đây là thối đó, là xú uế, chỉ về khí là thú khí thối đó, là cả cái ngửi cùng tương cái hương đó, cái thơm và thối nè, rồi cái tánh ngửi nè, và cái tướng mỏi mệt, có nghĩa là cái tỷ thức á đều phát xuất từ cái chân tâm bản tánh mà ra, chứ không có nó ngoài cái chân tâm bản tánh của mình ra thì nó không có là cái gì hết. Không. Thì Đức Phật nói là nó giả dối không có tự thể, nhưng nơi hai thứ vọng trần thông và bích phát ra cái ngửi ở trong. Cơ quan thu nạp các trần tướng đó gọi là tánh ngửi. Tánh ngửi đó rời hai thứ vọng trần thông và bích kia thì hoàn toàn không có tự thể. Thì bắt đầu Đức Phật mới bác nè. Thì tại lý do là sao nè? Lý do là có hai thứ vọng trần thông và bích phát ra cái ngửi bên trong thì rõ ràng mình ngửi được. Thì hồi nãy tôi nói đó, nó phải chạy qua cái dây thần kinh của cái lỗ mũi. Thì trần gọi là, thì cái tánh ngửi của mình nó mới hiện hiện lên nè. Rồi hai thứ vọng trần thân bích thì nó không có nó không có tự thể. Rồi mà tự thể của nó như vậy, anh An nên biết cái ngửi đó chẳng phải từ thông hay bích mà đến, cũng chẳng phải do lỗ mũi mà ra, cũng chẳng phải từ không mà phát sinh, phải không? Thì đó rõ ràng thì quý vị cũng giống như cái ngửi này, nó cũng giống như vậy. Ngửi đó chẳng phải thông bích mà đến, chẳng phải mũi mà ra, thì nó vì sao? Vì nếu tánh ngửi từ thông mà đến thì khi bích nó tự diệt mất rồi, làm sao còn biết được cái bích nữa, phải không? Cũng giống như hồi nãy hai trần sáng và tối, cái bích ở đây là không có thấy mùi gì hết, không có thấy mùi gì hết. Còn cái thông ở đây tức là có cái hương thơm của hoa lài nó thoáng qua, thì cái hương thơm đó nó qua được cái dây thần kinh của mũi thì nó thông, thì mình ngửi được cái hương thơm hoa lài. Còn cái bích có nghĩa là ví dụ như là không có cái mùi gì hết trơn á, hoặc là có một cái mùi mà hay có trong hư không, có một cái gì đó nhưng mà cái mùi đó nó bị bích lại, nó không qua được cái lỗ chân cái thần kinh mũi của mình á, thì mình không ngửi được cái mùi gì hết trơn á, thì cái đó gọi là bích, phải không? Ngửi mùi gì được hết thì gọi là bích. Thì có thông có bích, nếu từ thông mà đến á, thì khi mà bích nó diệt rồi, mà khi không có mùi thơm nữa thì mình không thể nào, ví dụ như hương hoa lài nó đã bay xa rồi, thì khi nó từ thông mà đến thì nó luôn luôn là ngửi được cái mùi thơm của bông hoa lài. Thì khi cái mùi thơm bông hoa lài nó qua rồi đi nữa thì không thể nào mình không thể nào biết được bây giờ không còn cái mùi bông hoa lài nữa, phải không? Nếu nó từ thông mà đến thì nó luôn luôn là ngửi, nhưng mà khi cái mùi bông hoa lài lâu ngày nó tan nó trong hư không, nó theo gió nó bay đi trong hư không, thì khi đó không còn hương hoa lài nữa thì hiện tại mình vẫn ngửi, mình vẫn biết bây giờ cái hương hoa lài nó đã đi qua rồi, nó không còn trong hư không, mình không ngửi nó được nữa. Thì nếu mà nó thông thì không thể nào mình biết được không còn bông hoa lài nữa, hương bông hoa lài nữa, phải không ạ? Thì nó cũng vậy thôi. Còn thì bích cũng là vậy, nếu mà bích thì luôn luôn mình không ngửi được cái mùi gì hết trơn á, là luôn luôn là mình không ngửi được mùi gì hết trơn. Nhưng mà lỡ có người xịt cái bình nước hoa lên một cái, phải không, thì mình vẫn ngửi được cái mùi bình nước hoa. Chứ nó rõ ràng nó, nếu từ bích là tới thì nó mình không ngửi được cái mùi gì hết, mà khi có cái mùi khác tới mình vẫn ngửi được rồi cái mùi khác, phải không? Thì phải có thông bích thì khi đó mình mới ngửi được. Nếu tánh ngửi nhân bích mà được đó, phải không? Nếu tánh từ lỗ mũi thì tất nhiên không có cái thông bích như vậy, tánh ngửi vốn không có từ tánh thì cũng không phải nó từ hư không nữa, vì từ hư không thì khắp hư không là cái mùi hương hoa lại rồi. Ví dụ khi mình ngửi được mùi mưa hương hoa lài đi, thì hư không khắp mùi hư không là hương hoa lài rồi, thì đâu phải khi nào thì hư không là hương hoa lài rồi thì nó đâu phải là hư không nữa. Mà lúc nào mình ở khắp hư không là hương hoa lài rồi thì lúc nào là cũng hương hoa lài.
khi đó xịt bình nước hoa lên nó cũng không không ngửi được cái bình nước hoa nữa, vì là ư không khắp vô hóa lại rồi, phải không? Cho nên đây ở đây cũng là không, là cái tỷ, cái tánh tỷ này nó cũng là hư vọng, nó giả dối, nó không thật, nó không có tự thể. Tự thể nó là cái gì? Nó từ cái Như Lai tạng vô chân như tánh của mình mà ra, chứ không có gì hết. Cho nên đừng bám víu. Khi mà tu được, nhận thấy được cái tánh ngửi rồi thì cũng phải lên một bậc nữa, hiểu được nó để trở về cái chân như Phật tánh của mình. Đừng bám víu vô cái tánh thấy, tánh ngửi nữa, phải không? Vì nó cũng không có tự thể. Tới đó nếu tôi mượn cái bên đó, mới đó cũng mới nửa đường à. Khi mình nhận được, mình sống với thức thì mình là sanh tử luân hồi. Sống với cái thể tánh, tánh mình biết được, mình nhận ra được với thể tánh, tánh tánh ngửi của mình rồi thì mình cũng mới là mình nhận được là ở nơi mình đây có một cái bất sanh bất diệt, nó không theo sanh diệt của như bình thường như cái thức. Ví dụ vậy, như thức thấy mắt của con người nhưng mà tạo nghiệp thì thành ra mắt của con trâu thì nó khác, thì cái thức đó sanh diệt có cái tương đối nhưng mà nó mới nửa đường thôi. Rồi đến khi từ đó mình lại tiếp thêm, mình nhận thêm một cái cao, nên nó phải nói là cứu cánh rốt ráo, là muốn chỉ cho mình tới cái Phật tánh, nhận được cái Phật tánh nên mới gọi là cứu cánh rốt ráo, phải không ạ? Mới tánh thấy nghe là mình mới nhận ra nửa đường. Rồi anh chào, mình nghĩ tới cái tỷ thức ha, rồi xong tuần sau mình học tiếp. A Di Đà Phật, rồi mời quý vị chúng ta hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thánh phương.